Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 22 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, Xiaomi đã nhận được bằng sáng chế cho công nghệ ống kính tiềm vọng. Vì vậy, có thể công ty sẽ ứng dụng lên Xiaomi Mi Mix 4 sắp tới. Dòng sản phẩm Mi Mix của Xiaomi được xem là sự sáng tạo của công ty, luôn hướng tới mục tiêu cung cấp những cải tiến mới nhất cho người dùng. Điều này cũng sẽ được thể hiện trên Xiaomi Mi Mix 4 khi công ty muốn cải tiến camera có số megapixel cao hơn và khả năng siêu zoom. Giám đốc sản xuất của Xiaomi Wang Chen đã úp mở về việc xuất hiện ống kính tiềm vọng kiêm tele mới nhất trên Mi Mix 4. Điều này phù hợp với bằng sáng chế mới được phê duyệt gần đây của Xiaomi và cũng cho thấy là công ty đang muốn áp dụng công nghệ mới lên sản phẩm của mình. Module của ống kính tiềm vọng đã nhận được nhiều lời khen về khả năng zoom lens đáng kinh ngạc. Chúng ta có thể thấy trên những thiết bị như là Huawei P30 Pro và Oppo Reno 10X Zoom. Ngoài cụm camera 64MP và ống kính tiềm vọng được đồn đoán, thì có thể Mi Mix 4 sẽ dùng con chip Snapdragon 855 Plus. Xiaomi đã có kế hoạch ra mắt smartphone đầu tiên sở hữu con chip này là Black Shark 2 Pro vào tuần tới. Có thể là camera selfie thọt thụt sẽ được đưa lên chiếc Mi Mix 4, và ngoài ra, smartphone này có khả năng được trang bị sạc siêu nhanh với công suất là 100W. Các bạn mến, Motorola One Action là smartphone thế hệ tiếp theo sắp ra mắt với một số điểm tương đồng với One Vision và sẽ có giá rẻ nhất trong dòng Motorola One. Theo hình ảnh mới nhất thì Motorola One Action sẽ có màn hình nút ruồi giống như One Vision và có màn hình 6,3 inch với tỷ lệ siêu dài là 21:9 giống với Sony Xperia 1 và viền tương đối mỏng. Ở mặt sau thì One Action sẽ được trang bị 3 camera, trong khi đó One Vision chỉ có một camera ghép phía sau, cùng với đó là cảm biến vân tay in logo của Motorola phía trên và có đèn LED. Cạnh dưới của Motorola One Action sẽ có loa ngoài và cổng sạc. Và chiếc smartphone này dự kiến sẽ có camera selfie là 12.6MP, một camera sau là 12.6MP thay vì 48MP như là One Vision. Sở hữu bộ vi xử lý Exynos 9609 và có pin là 3500mAh. Máy sẽ có RAM là 3GB hoặc 4GB RAM, cùng với ROM là 32, 64 hoặc 128GB. Và Motorola One Action sẽ là smartphone Android One thứ hai của Motorola trong năm nay, nhưng có thể không phải là điện thoại cuối cùng. Evenplus cho biết là họ sẽ chuẩn bị ra mắt thêm một thiết bị mang tên là Motorola One Pro, do gì với 4 camera phía sau. Các bạn mến, vào tháng trước, Huawei đã ra mắt bộ đôi Nova 5 cùng với Nova 5 Pro thuộc phân khúc tầm trung cận cao cấp với mức giá từ 6,7 triệu đồng. Bên cạnh đó, thì Huawei cũng đã ra mắt thành viên thứ 3 của gia đình nhà Nova 5, đó chính là Nova 5 Mi với màn hình đục lỗ cùng với chip Kirin 710 và pin 4000mAh. Mới đây, thì những hình ảnh thực tế của Nova 5 E Pro đã được tiết lộ. Theo đó, thì chiếc smartphone này cũng có màn hình đục lỗ giống với Nova 5 E. Lỗ khuyết camera nằm lệch về góc trên bên trái, các đường viền bezel và cạnh dưới khá dày. Ở mặt sau thì Nova 5 E Pro cũng được trang bị tới 4 camera. Tuy nhiên thì thiết kế cụm camera này đã thay đổi so với người anh em Nova 5 E. Thay vì 4 camera nằm theo chiều dọc thì Nova 5 E Pro sở hữu cụm camera hình vuông với đèn flash LED nằm bên ngoài. Có một cảm biến vân tay nằm ngay phía dưới cụm camera này. Và Huawei Nova 5 E Pro sẽ được trang bị màn hình 6,26 inch với độ phân giải là 2340 x 1080 pixel. Camera sau gồm có các cảm biến 48, 8 và 2 cảm biến 20MP. Camera selfie là 32MP cùng với bộ vi xử lý Kirin 810, RAM 6 hoặc 8GB, dung lượng pin là 4000mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 20W. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!